Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lato AZ và mình là Minh đây. Như các bạn đã biết thì tháng 11 vừa rồi chúng ta nhận được một sản phẩm vô cùng tuyệt vời đến từ Apple, đó chính là MacBook Pro M1. Và với cái việc là mức giá của chiếc MacBook này nó chỉ loanh quanh khoảng 30 triệu đồng thôi, 30 triệu đồng mà chúng ta đã có một chiếc MacBook Pro rồi đấy. Và Apple đã cung cấp cho chúng ta một con chip M1 và đã khoe rằng với cái việc là sử dụng con chip M1 này và sự tối ưu phần mềm tốt của mình thì MacBook Pro M1 hoàn toàn có thể là mạnh gấp 3 lần so với lại cả những con máy mà sử dụng chip Intel ở trong cùng tầm giá này. Và với cái việc là giá rẻ này, sẽ còn chip mạnh này, sẽ còn một chiếc máy đến từ thương hiệu của Apple nữa, thì có rất là nhiều anh em đang phân vân rằng có nên lựa chọn chiếc MacBook Pro M1 này để cho cái việc học tập và làm việc hay không. Chính vì vậy, hôm nay trong chuyên mục này, mình sẽ cùng anh em đi giải đáp vấn đề có nên lựa chọn MacBook Pro M1 cho ngành công nghệ thông tin hay không. Và nếu anh em đã sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu video thôi. Và như thường lệ, để trả lời được câu hỏi trên thì chúng ta cứ đi vào phân tích điểm mạnh và điểm yếu của chiếc MacBook Pro M1 này thôi. Và sẽ đưa ra kết luận rằng với những điểm mạnh và điểm yếu đó thì nó có hợp với ngành công nghệ thông tin hay không. Ok nhá, bắt đầu đi vào với điểm mạnh đầu tiên đi. Khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc laptop cho ngành công nghệ thông tin thì chắc chắn chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề nhập liệu và khả năng sử dụng ổn định lâu dài đầu tiên. Và nhìn vào chiếc máy Pro MacBook Pro M1 này đi, chúng ta sẽ có ở đây một chiếc máy hoàn thiện rất là tốt, cứng cáp, hoàn toàn tuyệt vời. Các chi tiết chúng ta thấy rất là tinh tế và không hề có một số chi tiết thừa nào cả. Đây là một cái điểm mà mình rất là thấy đáng khen ở trên chiếc MacBook Pro M1 này. Về khả năng nhập liệu thì sao? Bàn phím của chúng ta sẽ là bàn phím Magic Keyboard, rất là tốt luôn, bàn phím phản hồi tốt, khoảng cách hợp lý, nhập liệu sướng vô cùng, sướng hơn hẳn so với cả bàn phím bướm trước đây. Và mình, các anh em khi mà quan tâm đến kênh của Lato AZ thì sẽ thấy rằng là ở trên kênh này chúng mình thường chê bàn phím bướm rất là nhiều đúng không? Và thật sự là nó tệ thật. Còn ở trên này chúng ta sẽ có Magic Keyboard, dùng sướng hơn hẳn luôn. Tuy nhiên thì chip M1 của chúng ta sẽ được xây dựng ở trên kiến trúc là ARM64. Nó khác so với cả kiến trúc mà trước đây mà MacBook đã sử dụng, đó chính là kiến trúc của Intel x64 hoặc là x86. Chính vì vậy thì nó sẽ gây ra cho chúng ta rất là nhiều những cái phiền toái ở cái vấn đề gọi là tương thích phần mềm. Cụ thể ở đây, khi mà mình cài Win thì mình không thể cài được và không thể chạy được Win ở trong Bootcamp. Chính vì vậy là một vài các phần mềm mà mình chạy ở bên Win ý, sẽ không thể nào mà chạy được ở trên chiếc MacBook M1 này. Tiếp theo đó, phần lớn các cái ứng dụng mà trước đây chúng ta đã sử dụng cho MacBook Pro, ví dụ như kiểu là các cái phần mềm thì thường là sẽ được viết để cho các cái kiến trúc của Intel. Chính vì vậy là các phần mềm mà trước đây đã viết cho MacBook Pro thì hiện nay không thể chạy được ở trên con MacBook Pro M1 này, mà chúng ta sẽ phải chạy giả lập ở trên một cái ứng dụng giả lập của Apple, đó chính là Rosetta 2. Và cụ thể mình đã lựa chọn một số các cái phần mềm của ngành công nghệ thông tin mà anh em hay dùng nhất, và mình đã thử chạy ở trên con MacBook Pro M1 này để xem là phần mềm nào đã được tối ưu tốt, phần mềm nào chưa được tối ưu và phần mềm nào không chạy được. Và mình nhận thấy rằng là có rất là nhiều các phần mềm chỉ chạy được khi mà chúng ta giả lập ở trên Rosetta 2 thôi. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có Visual Studio for Mac này, SAMPP này, MySQL Workbench, Android Studio, Arduino IDE, GitHub và thậm chí cả quốc phần mềm đó chính là Eclipse thì cũng chỉ chạy được là khi mà giả lập qua Rosetta 2 thôi, không thể nào mà chạy trực tiếp được. Điều này thì sẽ đồng nghĩa với cái việc là hiệu năng của các phần mềm này, anh em cũng biết rồi đấy, khi mà chúng ta chạy giả lập thì nó sẽ chắc chắn là không thể nào mà mạnh và đem lại được một cái hiệu năng tốt như là khi mà chúng ta chạy trực tiếp được. Chính vì vậy là hiệu năng của các phần mềm này chắc chắn sẽ yếu hơn đáng kể và sẽ gây ra một vài các lỗi vặt. Cụ thể ở đây, khi mà mình sử dụng Android Studio và TensorFlow là các cái phần mềm mà anh em hay dùng để mà sử dụng build các cái phần mềm cho Android hay là làm về AI, làm về Deep Learning ấy, thì nó rất là nhiều lỗi vặt luôn và mình cảm thấy khá là bực mình. Thậm chí là nếu như mà chúng ta làm về giả lập BlueStacks hay là Genymotion là các cái phần mềm giả lập mà mình đã chỉ cho các anh em khi mà sử dụng ở bên Intel kia kìa, chạy ở trên con MacBook Pro M1 này sẽ hoàn toàn là không chạy được luôn, bởi vì là cái Rosetta 2 nó có một cái sự gì đấy nó không tương thích và hay đánh nhau với các phần mềm giả lập khác. Chính vì vậy là nó sẽ không thể nào mà mở được ở trên này. Ngoài ra thì nếu anh em làm về lập trình nhúng chẳng hạn, chúng ta sẽ có các phần mềm ví dụ như là CodeVision AVR đúng không? Và đáng buồn là CodeVision AVR của chúng ta
hoàn toàn hiện nay không thể chạy được ở trên MacBook Pro M1. Chính vì vậy đây là một tin buồn cho anh em nào mà lập trình hệ thống nhúng mà muốn mua con máy này nhá. Và nói đi thì cũng phải nói lại, tất nhiên là chúng ta cũng đã có một vài các phần mềm đã hỗ trợ cài đặt và chạy được ở trên MacBook Pro M1 rồi. Ví dụ như kiểu là Visual Code Studio này, hay là Docker hoặc là Unity. Thì đây cũng là những phần mềm mà rất là phổ biến và hiện nay đã chạy được một cách mượt mà trên MacBook Pro M1 rồi. Tuy nhiên thì cảm giác thì mượt thì có mượt đấy, nhưng mà khi mà mình sử dụng trong khoảng thời gian dài, lâu thì mình vẫn cảm thấy rằng là có cái độ khựng nó xảy ra khá là nhiều. Việc này thì nó sẽ thể hiện điều gì? Thể hiện được rằng là các phần mềm này mặc dù đã hỗ trợ cài đặt và chạy trực tiếp ở trên MacBook Pro M1, nhưng độ ổn định của những phần mềm này chưa được cao cho lắm. Mình hơi thất vọng về cái vấn đề này. Và để tiện cho anh em theo dõi thì mình sẽ chia các cái phần mềm mà mình đã tải về, đã check thử vào các cái cột và cái bảng này ở bên trên màn hình cho anh em nhé. Mình sẽ chia vào các cái cột ví dụ như là chưa chạy được này, những cột mà đã chạy được trực tiếp này, và cả vào các cái cột mà mới chỉ chạy được khi mà chúng ta giả lập qua Rosetta 2 thôi. Ở đây thì sẽ có khá là nhiều phần mềm, chính vì vậy thì mình không thể nào mà tránh khỏi sai sót hay là thiếu sót được. Nếu như anh em nào đã chạy thử các phần mềm này ở trên MacBook Pro M1 rồi, thấy mình sai ở đâu, hoàn toàn có thể bổ sung cho mình ở bên dưới phần comment nhé. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta giả lập ở trên Rosetta 2 nó cũng chỉ là một giải pháp tạm thời thôi, nó hoàn toàn không phải là một cái giải pháp lâu dài. Bởi vì như mình đã nói, khi mà chúng ta giả lập hệ thống thì hiệu năng hoàn toàn không thể nào mà mạnh mẽ được bằng khi mà chúng ta chạy trực tiếp rồi, đúng không? Rosetta 2 thì cũng hoàn toàn không thể nào mà biên dịch các cái phần mở rộng của kernel, hoặc là khi mà chúng ta chạy các cái phần mềm ứng dụng giả lập thì nó cũng thường là sẽ không tương thích luôn. Có vẻ như là các cái phần mềm giả lập nó hay ghét nhau. Và chúng ta sẽ mất khoảng là từ 1 cho đến 2 năm để cho việc mà tối ưu phần mềm của Apple nó đi vào ổn định. Mình nghĩ là cũng phải tầm đấy đấy, tầm 1 đến 2 năm, hoặc là thậm chí là đến 3 hoặc là 4 năm, như là những cái năm mà Apple chuyển từ cái việc là sử dụng PowerPC chuyển sang Intel. Và mình mong rằng là cái việc mà Apple tối ưu phần mềm này nó sẽ đến nhanh. Vậy thì tóm lại, MacBook Pro M1 có gì? Điểm mạnh chúng ta sẽ có giá dễ tiếp cận, thiết kế thì rất là toàn diện, hoàn thiện rất là cao, khả năng nhập liệu tốt, và lại còn có cả logo Apple nữa, hiệu năng cũng cao nữa. Nhưng mà bù lại, chúng ta sẽ có một chiếc máy mà có độ tương thích và tối ưu phần mềm chưa được cao. Điều này thì hoàn toàn chúng ta có thể đợi trong khoảng thời gian tiếp theo khi mà cộng đồng hỗ trợ cho chiếc máy này tốt hơn. Hoặc là nếu như mà chuyên ngành của bạn theo học, chuyên ngành mà bạn làm việc mà có những phần mềm mà mình kể bên trên kia liệt kê được ở trong cái khoảng gọi là phần mềm đã chạy ổn định rồi, thì hoàn toàn bạn có thể lựa chọn chiếc MacBook Pro M1 này cho công việc của bản thân mình. Còn nếu như mà cái phần mềm mà bạn hay quan tâm hay sử dụng mà nó bị ở trong cái phần gọi là chưa ổn định hay là không hỗ trợ, thì mình nghĩ rằng là bạn nên nghiên cứu sang một chiếc ví dụ như là MacBook chạy Intel hay là những chiếc máy chạy Windows khác. Hoặc là nếu như mà ngành học của bạn vẫn đang đi học chẳng hạn, mà cần phải sử dụng rất là nhiều phần mềm mà đan xen với nhau, thì chúng ta cũng không nên lựa chọn chiếc MacBook Pro M1 này đâu. Và video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm nhận gì về chiếc MacBook Pro M1? Mình còn điểm gì sai sót và thiếu sót ở đây nữa? Hoàn toàn bạn có thể comment và bổ sung cho mình ở bên dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên like, share, subscribe nếu như video này hữu ích để chúng mình ra thêm nhiều video hơn trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.